Rồi cả nhà, đây là cái phần 2 của IKEA. Mình là Mít Tiến nha. Thì cái phần 1 nếu các bạn chưa xem, các bạn có thể xem IKEA phần 1 của mình. Còn bây giờ phần 2 là mình chuyên về nói những cái sản phẩm và giá cả, và đặc biệt là mình quay cho các bạn xem những cái sản phẩm rất là hay và nó rất là phù hợp cho thiết kế những căn nhà đắt tiền, sang trọng, và cái cách mà để mình lựa một cái món đồ mà mình mua như thế nào ở đây nha. Rồi, đây là cái khu vực mà mình có thể mua những cái món hàng nha các bạn. Đó, cả nhà mình thấy không? Rất là nhiều cái ghế mà ở đây là phần lớn là mấy cái bàn nhỏ và mấy cái ghế đơn thôi. Cả nhà mình thấy chưa? Nè, để mình giới thiệu cả nhà một cái loại ghế mà mình rất là thích. Hồi đó mình có mua hai cái. Là cái loại ghế này. Các bạn thấy cái thiết kế của nó nè. Thấy chưa? Thì thiết kế như vậy á, nó có sẽ có một cái độ nhún, cái độ đàn hồi. Và khi mà nó có độ nhún, độ đàn hồi như vậy á các bạn ngồi nó êm cực kỳ, các bạn dựa cái nó đàn hồi ra làm sao, nó làm rất là êm, nó không có làm một cái áp lực ở trên lưng của mình. Còn cái này là rocking chair thôi các bạn, những cái ghế mà lắc tới lắc lui thôi. Thì cái này là giống như là mấy đứa nít nó chơi nhiều, nhưng mà cái ghế này nè thật sự á là rất là thoải mái nha các bạn. Đó, mình rất là thích cái loại ghế này. Nó không những có khung gỗ mà nó còn khung sắt nữa nha các bạn. Khung sắt nó cũng đàn hồi rất là tốt luôn. Còn đây là một cái góc văn phòng nha các bạn. Đó, có những cái bàn của văn phòng. Và những cái ghế executive chair, những cái ghế mà của nhân viên hay thậm chí của giám đốc này kia ngồi rất là thoải mái các bạn ha. Nó có những cái ô nữa để thiết kế những cái ô như là để ở trong góc tường ở nhà hay là ở trong công ty, nó gọi là cubicle các bạn. Thì trong công ty thường những người làm văn phòng họ có một cái góc gọi là cubicle mà họ vô đó họ ngồi họ làm việc. Chỉ những cái chức mà lớn lớn á, manager này kia thì họ mới có một cái phòng làm việc riêng thôi, để họ có thể tiếp và xử lý những cái trường hợp của những cái nhân viên á gặp riêng được. Và cái đó là nó sẽ có những cái phòng họp lớn. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều bàn ghế mà phù hợp cho văn phòng. Đây là khu vực bán những cái bàn hay là cái kệ để tivi nha các bạn. Đó. Những cái bàn thấp thấp, cái kệ, cái tủ nhỏ nhỏ để mình có thể để tivi lên đó. Thấy chưa? Trong đây là những cái tủ, cái kệ. Đây. Những cái tủ, cái kệ. Rồi, mình chuẩn bị vô cái section, đó là cái section mấy cái tủ sắt. Đó, các bạn thấy mấy tủ sách chưa? À, đây là những cái chỗ bán tủ sách này. Nhiều tủ đẹp ghê cả nhà thấy không? Rồi những cái organizer là những cái kệ mà bán tủ sách này kia. Những cái ô vuông này nè các bạn. Đây là một cái bếp rất là đẹp nha. Khu vực này là tới khu vực bếp rồi. À, các bạn thấy không? Cái ý tưởng thiết kế bếp rất là đẹp.
như mơ luôn. Cái bếp này là thông garage nha các bạn. Thấy garage không? Đây, một cái bếp cũng rất là dễ thương. Ngon các bạn thấy không? Và họ trang trí như là đang ở ngoài vậy các bạn thấy không? Cái phòng này thì không có gì đặc biệt, chỉ có cái là bé chó đặc biệt thôi. Coi cái mặt bé kìa, giống như bé đang nghe tiếng là hình như chủ đang về, tiếng xe chủ về cho nên là chuẩn bị chạy ra nè, đang lắng nghe. Rất là nhiều cái nội thất ở đây, cho nên là mình không thể quay từng cái được cho cả nhà mình xem. Cả nhà mình thấy cái nào thú vị thì cả nhà mình dừng video lại để coi nha. Còn bây giờ là mình quay một cách là tổng quan cho cả nhà mình thôi. Cái bàn này cũng được thiết kế hay nè các bạn. Và mình thích cái máy pha cà phê này nè. Cái máy pha cà phê này rất là thú vị. Không biết cả nhà mình biết là cái máy pha cà phê này nó hoạt động như thế nào không? Thì á, ở đây nè, khi mà mình mở, mình bỏ cà phê ở dưới, xong cái mình bỏ nước sôi vô, xong cái mình có cái lược này nè, mình đẩy xuống đây thì cái cặn nó được giữ trên đây, còn nước cà phê, nước cốt cà phê trên đây thì các bạn có thể đổ cà phê ra. Cái máy này rất là hay nha cả nhà. Ở khu vực này thì có bán những cái bé thú nhà bông này các bạn. Cá heo, cá mập, quá trời cá mập luôn. Rồi chó, gấu trúc, khỉ, nguyên cái sở thú ở đây luôn cả nhà. Heo nữa nè. Heo nhìn mắc cười không? Heo này nhìn không có dễ thương. Dài quá, dài đòn á. Beo, con cú, con chó, con polar bear, gấu trắng nè các bạn thấy không? Ở đây thì mình thấy bán những cái món đồ nhỏ nhỏ trang trí ở trong nhà mà mình có thể lấy để đem về. Những cái ly, cái chai này kia, chén nĩa, nói chung là những cái dụng cụ mà dành cho bếp núc á các bạn. Thì đâu đó trong những cái phòng mà trưng bày á, cả nhà mình sẽ thấy là có những cái món hàng mà họ lấy từ ở đây để họ đem vô những cái phòng trưng bày đó. À, các bạn thấy nhiều ghê chưa? Đây.
đây thì bắt đầu là bán tới những cái gối, cái ga, mền này kia cho phòng ngủ. Ở đây cái khu này thì bán mấy cái tấm màn và những cái thảm lót nha các bạn, lót sàn ha. Đó, có nhiều cái thảm rất là đẹp. Cái nhà của mình đó, mà có một cái thảm đẹp vô đó, là nó thay đổi luôn cái giống như là cái vẻ đẹp tô điểm cho cái nhà luôn đó các bạn, nếu mà mình chọn đúng thảm. Rất là nhiều đồ nha. Nếu mà có thời gian mình đi từng cái section, mình lựa từng món từng món. Nhưng mà tốt nhất là vô đây là mình phải biết là mình cần những cái món gì, rồi mình lại chỗ đó là mình lựa luôn. Chứ khi mà mình không biết mình cần món gì á, mà mình đi vòng vòng các bạn, thôi thôi không hết đồ để lựa. À, các bạn thấy không? Đi nãy giờ mà chưa hết nè. Rồi ở đây thì bán mấy cái đèn, nhiều loại đèn rất là đẹp nha các bạn. Đèn treo tường hay là để bàn, để đầu giường, để tủ, đầu tủ này kia. Rất là đẹp. Thấy chưa? Mình nhớ là trong đây có một cái đèn, không biết nó còn bán không, là hồi đó mình mua, mình thấy đẹp mình mua. Mình mua nhiều đồ ở trong đây lắm. Mà hình như cái đèn đó là cái model đó nó cũ hay sao, người ta hết bán rồi. Rồi ở đây là bán những cái chanh mà mình có thể mua về mình trang trí nội thất trong nhà nè. Cái này là giống như một cái rừng nhiệt đới nè các bạn thấy không? Rồi, cái này một cái chanh thiêu mà con chim nè, rất là đẹp. Con hu. Đây là những con flamingo. Con hạc. À. Rồi, nếu mà các bạn để ý á, nè, thậm chí đây nè, có cái hệ mặt trời của mình luôn, the solar system nè, ha. Mặt trời ở giữa, trái đất của mình nằm đâu ta, the earth, trái đất nằm đây, mặt trăng, đó, có cái hệ mặt trời của mình luôn. Ở đây là những cái đèn mà mình có thể bỏ đèn cầy vô rồi mình đem ra ngoài cái sân sau của mình hay là picnic rồi mình để. Mà chủ yếu là những cái bàn ăn ở ngoài trời đó các bạn. Hay trong nhà cũng được. Hồi xưa ở đây nó có bán cây tươi. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có cây mũ thôi. Đó, các bạn nhìn đó. Cũng rất là thật nha. À, rất là đẹp và thật.
các bạn ha. Rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ nói cho cả nhà biết cái cách mà người ta mua hàng ở đây nha cả nhà. Thì thứ nhất á, là những cái món đồ mà nhỏ nhỏ như thế này nè. Ví dụ như cái chậu nè, thì nó nhỏ cho nên người ta để đây và bạn có thể cầm ra bạn mua. Ok, bạn cầm ra luôn. Và nó có những cái kho, ví dụ như đèn cầy đây, nó có những cái kho các bạn chỉ cần lấy bỏ lên xe thôi. Nhưng sẽ có những cái món đồ, những cái món đồ mà chỉ dùng để trang trí thôi. Rồi, kiểu như là để trưng bày và nó bự như vậy thì các bạn đâu bỏ xe được. Thì các bạn để ý nè, ngoài cái giá ra, ok, thì các bạn phải nhớ là mình ghi xuống giấy hay là chụp cái màn hình lại, chụp hình lại cái mã số. Rồi nhớ là cái này, cái giải 7, cái kệ 29, giải 7 kệ 29 cái mặt hàng này. Đó, thì khi mà mình biết cái này rồi đó, mình sẽ đi tìm nó và mình sẽ chỉ cho các bạn cách tìm ngay bây giờ. Rồi cả nhà mình, bây giờ là mình tới cái kho rồi các bạn thấy không? Đó, thì hồi nãy cái món hàng mà mình xem á là nó nằm ở giải 7, cái kệ 29. Ok, thì để mình tìm cái giải 7 á, các bạn thấy ở đó là số 1 không? Đó là giải 1 nè, giải 4 nè, giải 6 nè. Ok, thì ở bên đây á là mình nghĩ là số chẵn 2, 4, 6, 8, 10. Cho nên là giải 7 là nó sẽ nằm ở đây, bên trái của mình. Đó, thì các bạn nhìn lên. Đó, đây là giải 7. Các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô giải 7 nha. Ha. Vô giải 7. Thì bắt đầu mình đang nằm ở giải 7 là bên đây rồi. Bắt đầu mình tìm cái kệ pin. Ok, pin cái học á, 29. Ok, 29 thì 29 có thể là đi tuốt xuống dưới đây luôn. Đó. Bây giờ là 18 nè. 20. 9. Đâu để mình xem coi. Đây 28 đến 30. Đó, cả nhà mình thấy không? It's okay, thanks. 28 30. Ok. Đó, cả nhà mình thấy là ở đây là 28 30. Đó, cái kệ 28-30, cả nhà thấy không? Thì bắt đầu mình mới coi cái mặt hàng của mình mã số như gì. Và các bạn phải mua đúng mã số nha. Đây là cái mã số đây. Ok. Tại vì sao? Có thể hình dạng nó như vậy nhưng mà cái mã số nó sẽ khác đi. Khi mã số nó khác đi á, có thể là nó khác cái kích cỡ chút xíu, hoặc là cái màu sắc nó khác chút xíu. Cho nên á, cái mã số phải đúng như cái mã số mà các bạn thấy dán ở đó thì nó mới ra cái món đồ đúng kích cỡ và đúng màu sắc. Đó. Thì nếu như vậy á, thì các bạn thấy cái tủ á, hồi nãy là nó rất là bự nhưng mà bây giờ nó chỉ là hai cái bàn tay của mình thôi. Ok. Mình chỉ cần kéo cái này ra, mình bỏ lên xe rồi mình đem ra ngoài mình tính tiền thôi. Đó, cả nhà thấy không? Nó rất là tiện lợi. Còn những cái gì mà nó nằm trên cao quá này kia thì đó là những cái mà dự trữ thôi. Nếu mà dưới đây hết mình có thể hỏi nhân viên và nhân viên có thể lấy từ cái đó. Nó có những cái xe đó, nó lên rất là cao nha các bạn, nó kéo hàng xuống cho mình đó. Và những cái hàng mà nặng đó, mình lấy không được mình cũng có thể nhờ nhân viên lại lấy nè. Đó các bạn thấy không? Thì đó là cái cách mua đồ cực kỳ tiện lợi và dễ dàng ở bên đây. Mình rất là thích nha cái phong cách này đó. Rồi thí dụ như mình cũng có những cái máy tính và mình thấy được online á, mình có thể vô đây mình coi và họ sẽ chỉ cho mình cái khu vực nó nằm ở đâu và rồi mình có thể lấy và mình ra mình tính tiền các bạn biết không. Khi mà mình đầu tư một cái công ty á, IKEA này nó đầu tư vô công nghệ để làm những cái này á, thì có thể là cái vốn đầu tư ban đầu nó cao cho một cái công nghệ, nhưng ngược lại á, họ save rất là nhiều nhân công và thời gian đó, của nhân viên, và nó quy thành tiền các bạn. Khi mà nó quy thành tiền họ lại save được tiền và người mua hàng họ có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, họ không có cần phải làm phiền nhân viên gì nhiều lắm các bạn thấy không. Rồi thế là mình ra đây mình tính tiền thôi. Rồi thì mình có những cái món hàng ở đây, cái đầu mình có thể bỏ lên cái chỗ này và người ta tính tiền.
bây giờ nó có những cái tấm che che này, tại vì cái thời này thời đại dịch đó các bạn, cho nên nó che vậy, chứ hồi xưa đó nó không có những cái tấm che đó. Ở dưới đây là mình tích cấp hay là mình trả hàng này các bạn thấy không. Rồi ở trong đây thì nó bán những cái món đồ ăn này kia thôi, nhưng mà có một cái mà mình rất là thích đó là kem. Kem nó gọi là kem vô ua đó, các bạn thấy cái món kem vô ua đó không, đó một đồng, chỉ có một đô la thôi. Lần nào mình vô đây mình cũng mua cái món kem đó để ăn đó. Ngon lắm các bạn. Để lát mình mua cho ba mẹ mình ăn luôn. Đó, bạn thấy tính tiền hay không? Rồi cả nhà ơi, cả nhà thấy IQ như thế nào? Có thú vị hay không? Nếu mà cả nhà thích cái video này á, và video này nó làm cho cả nhà thấy wow, mình đã quay được một cái chỗ rất là đẹp để cho cả nhà xem, thì nha, cả nhà nhớ like, share, comment, đặc biệt đừng quên đăng ký, còn gọi là subscribe kênh Mê Tiếng của mình. Chào các bạn ở những video sau nha.